sư Phan Thọ, 87 tuổi, người làng Thụ Thiện, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn là một. Ông là một trong số ít học trò đã may mắn kế thừa được tinh hoa võ ở cả ba làng, nên ngày nay giới võ thuật cổ truyền Bình Định xem ông là bảo tàng tổng hợp võ Tây Sơn và được các thế hệ hậu sinh tôn là người thầy đạo cao đức trọng. Đời ông thẳng tắp một con đường, học, luyện và dạy võ cho những trò nghèo nơi đồng quê. Song chính nếp sống chân quê đậm tình làng xóm ấy lại điểm thêm hương vị cho những câu chuyện về ông thời trai trẻ. Những câu chuyện ông nhớ nhất lại là đường học võ gian nan của mình. Là con nhà nghèo nên với ông lễ bái sư là điều ông lo nhất. Thời ấy không có lễ tất khó thành sư đệ, mà ông đâu chỉ học một thầy. Ròng rã 18 năm ông phải lễ hơn 10 thầy, trong đó 7 thầy ở ba làng võ nổi tiếng Bình Định thời bấy giờ ông học lâu nhất. Đó là thầy Bảy Lụt và 10 Vĩ dạy về quyền pháp An Vinh, thầy Đội Sẽ, Sáu Hà dạy về võ trận, võ vườn, thầy Tàu Sáu làng An Thái dạy đao pháp, kiếm pháp và thầy Hồ Ngạnh, Lê Thành Phiên làng Thuận Truyền dạy roi pháp. Các tinh hoa chủ đạo của võ phái Tây Sơn Bình Định hồi đầu thế kỷ 20 được người ta ca tụng: roi Thuận Truyền, quyền An Vinh, roi kinh quyền Bình Định hay thập bát ban võ nghệ Tây Sơn. Ông đều được các danh sư truyền dạy trong 2 thập niên liên tục. Tinh thông nhiều môn võ, nhưng sở trường của ông là quyền thuật thuộc dòng quyền huyền thoại họ Nguyễn làng An Vinh do đích thân võ sư Bảy Lụt truyền dạy. Với ông, vị danh sư này là bậc thầy đáng kính, đã dành nhiều công sức, tâm huyết truyền thụ cho ông tất cả những ngón võ gia truyền và còn cho ông giữ cuốn sách võ, chép những bài thiệu cổ về các chiêu pháp võ thuật của dòng họ ông Đinh Văn Nhưng, một trong 4 người thầy dạy võ anh em nhà Tây Sơn thời khởi nghiệp. Hiện bây giờ tôi cũng phần tôi thì tôi thì giữ được 3 cái tinh vi: một là quyền, hai là roi, thứ ba là kiếm. Bây giờ 3 cái môn này là tôi giữ được và thực thi tốt cái phần cá nhân của tôi. Chứ chừng 18 môn thì nó quá nhiều, tập biết cả đâu. Chứ mà hay là quyền, roi, kiếm, 3 cái môn này. Thì bây giờ ví dụ giờ là giữ của cái giữ ăn trộm mà giữ gì đi quấn cái thứ gì cũng là rồi. Vì kiếm bây giờ nó như bọn ấy nó chặt mã tấu rồi, kiếm mà giữ là cũng làm cho nó được. Kiếm thứ hai là thi công có nghĩa là người ta áp dụng đồ vật hay là cái gì áp dụng vô, như đơn cử như Hàn Quốc thì cạch chân ở đây, nhưng mà qua Bình Định nó cũng chịu thua. Bởi vì nó là có câu xuất bất ly địa, là người ra tập quá nhiều, khi nó giới cho lo là người ta có trong mình nó rồi, người ta đánh nó tê, không có đá trúng được. Bút tích cho thấy các lời thiệu trong cổ thư này xuất hiện khá lâu vào khoảng nửa thế kỷ thứ 19. Bởi vậy, sách hiện còn 20 trang chép 22 bài thiệu, trong đó chỉ có 18 bài là còn nguyên vẹn. Dù chưa xác định được nguồn văn bản cũng như toàn bộ các bài thiệu cổ trong sách, nhưng những gì còn lại được xem là tài liệu quý và đáng tin cậy đối với lối chân truyền võ thuật trong dân gian Bình Định ngày trước. Nhờ có nó mà ngày nay người ta biết được nhiều bài võ Bình Định đã bị thất truyền và là một trong những giáo án xưa nhất giúp các lò võ mang tên Tây Sơn, Bình Định điều chỉnh tình trạng chân truyền tam sao thất bản.
ngọc lan tức là cái chén ngọc. Cái chén ngọc đối với cái lưu đài. Tôi là ngọc tráng ngon đài, là cái chén ngọc. Ồ, dạ rồi, dạ cái chén rồi, là cái đài. Ồ, là ngọc tráng anh này. Ngọc là cái chén ngọc, ngon đài. Rồi, ngon đài là cái chén ngọc bưng lên đối với cái lưu đài. Ồ, tả hữu là quánh tả quánh hữu. À, tống khai tức là tớ mở 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 ra, tống khai thập tự luyện dịp là như cái lá bay vậy. À, tống đã sát túc là quân sát kiêu trung, sát túc hoặc là vừa đá vừa đánh là kêu sát túc. Tạ hầu mai phục là tạ là vừa tạ hầu, hầu là dời, tạ là tạ xuống. Mai phục quân đã làm chiến là quân ba cái. Thấu thủ nhị lên, thấu thủ nhị lên là dời hai bộ giữ. À, hoành tá đã bạch trà lan lộ là con rắn nó bò ngang qua qua đường. Bạch trà lan lộ, tá hoành sát, tá hoành sát tức là con ngựa đánh dí nó chạy. Thanh Long Biên Giang, Thanh Long Biên Giang là con rồng chanh, bên nơi về sông, bên kia về sông. Thanh Long Biên Giang phụ tử thương tình, tức là cha con cùng nhau. Đúng như người đời thường nói, hữu xạ tự nhiên hương. Học trò ngày càng tìm đến ông bởi ông là một võ sư chân tài. Các thế hệ học trò giỏi do ông đào tạo trở thành tấm danh thiếp đưa danh tiếng ông càng đi xa hơn. Lạng Sơn, Phú Thọ, Đồng Nai, Kiên Giang, từ trong nước đến nước ngoài, người ta đã nghe danh võ sư làng Thủ Thiện. Có người xin thụ giáo, nhưng cũng có người đến thử tài cây đại thủ võ Bình Định. Với ai, ông cũng đều đối đãi bằng đạo võ, không nề hà tuổi tác, chức phận, không giấu giếm những gì mà thầy đã dạy. Vì vậy, hơn 50 năm dạy võ, ông không nhớ mảnh sân nhà ông đã đón bao nhiêu lứa học trò. May ra, chỉ còn có vài gương mặt quen thuộc, tin cần được ông truyền hết sở học và làm vẻ vang môn phái. Nhiều học trò của ông nay đã thành danh và được giới võ cổ truyền trong tỉnh kính trọng như Đỗ Hược, Phan Thanh Sơn, Phan Hữu Đức, Lê Công Hoàng, Nguyễn Thi, Phan Văn Bảy, Đặng Vĩnh May, vân vân. Nhưng vẫn còn đâu đó từ đáy lòng, ông thật sự băn khoăn về sự mai một của võ Bình Định, đặc biệt là đối với di sản võ thuật Tây Sơn, bởi hàng chục thảo bộ thuộc 18 môn binh khí mà ông thành thạo chưa ai chịu khó học hết. Người xưa đã nói, đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Có lẽ vậy mà ông đã cảm tác hai câu lục bát để nhắn nhủ hội võ thuật cổ truyền Bình Định chăng? Đời người như thể phù du, nay còn mai mất công phu lỡ làng. Ý tôi nghĩ rồi, bây giờ tập công phu quá nhiều, họ còn trai, dù ông này học ông mà ông kia học 8 rồi, mà bây giờ đây là coi lại là cái sức cũng còn nữa, cái sức đời khác trong người cũng còn, là nói võ giảm mà sức không còn là mất. Như thế như phụ du rồi, nay còn may mất là công phu lỡ làng. Thì thời gian đó học có gần 20 năm, 18 năm đồng đã học. Thì bây giờ sửa dĩ rồi, tụi trên niên nó cũng muốn lắm. Nhưng mà không được là nó kéo dài là 18 môn binh khí. À, nó gồm có là 54 cái thảo. 54 thảo thì 9 cái trận đấu, nó còn có 18 thảo nữa, thành nó 72. Thì một thời gian dài quá, bây giờ thanh niên nó không thể tập được. Thì nào cũng ít, nó đi thi giỏi lên liên đàn. Nó thi quân Định Dương, dù ít năm nó lên sư giỏi là rầu. Vậy ra hoài, con thương giỏi đâu. Cơm gạo áo tiền nó kiếm đi nuôi gia đình. Chứ chính là nó không học được. Lại một cánh chim đầu đàn của dòng võ An Thái
vừa từ giã cõi đời ở tuổi 75.